Các bạn thân mến, để tăng tốc khởi động máy tính Windows 10, các bạn làm như sau. Trên màn hình desktop, các bạn nhấn đồng thời hai phím, phím Windows và phím R để mở cửa sổ hộp thoại Run. Khi hộp thoại Run xuất hiện, thì các bạn gõ vào ô đây chữ msconfig, sau đó nhấn Enter hoặc là kích nút OK. Cửa sổ xuất hiện thì các bạn kích vào thẻ Boot, tức là thẻ khởi động đó. Đây. Và ta kích Advanced Option. Ở đây các bạn sẽ chọn vào cái số chip xử lý, ta sẽ tích vào cái ô Number of Processors đây. Ta tích vào cái hộp kiểm phía trước này. Và chúng ta sẽ chọn cái số chip sẽ dùng để xử lý trong quá trình khởi động Win. Mặc định nó sẽ là một thì chúng ta sẽ chọn số chip tùy ý. Đây tôi chọn là 4 là tối đa, sau kích OK và kích Apply. Sau đó ta kích nút OK. Ở đây ta sẽ nhấn là Exit Without, tức là sẽ khởi động lại máy sau. Thì đó là cách tăng tốc khởi động máy tính Windows 10. Đề nghị các bạn kích vào nút đăng ký dưới video này để theo dõi và đón xem các video hướng dẫn mới nhất từ Đức Huy Lê Channel. Xin chân thành cảm ơn.